chào cả nhà đầu tư. Em là Mạc Minh Trung, là đệ của anh Tuấn Té Coffee. Té Coffee là loại cà phê sạch được rang mọc. Rang xe mọc mà còn thêm chữ sạch nữa ha em? Dạ em cũng không biết, là anh Tuấn bảo là kịch bản có chữ sạch thì em đọc chữ sạch thôi vậy. Dạ, em đến kêu gọi 2 tỷ cho 5% cổ phần của Té Coffee. Cà phê bên em là ai rang? Dạ, cà phê bên em thì được cái ông mà gọi em vợ của ba anh Tuấn là mẹ chị. Chị thấy hơi rối rồi nha. Một gói bên em bán bao nhiêu? Dạ gói Té Coffee này thì em bán 10.000. Nhưng mà bên em không bán theo gói. Vậy em bán theo gì hả? Dạ bên em bán theo ly. Là bán luôn ly à? Dạ không, bán ly lỗ chết, 10.000 bán thêm ly sao được chị? Là khách hàng sẽ mua cái gói về để chế vô ly của khách thì em tính theo ly cho nó sành vậy á, chứ thực chất là bán theo gói. Vậy em lấy 2 tỷ đi làm gì? Dạ em kêu gọi 2 tỷ cho 5% cổ phần công ty. 1 tỷ thì bên Té Coffee sẽ đầu tư cho marketing và mua hàng hóa để rang xay. Và thứ hai 50% còn lại thì nếu gọi vốn thành công thì anh Tuấn hứa thưởng cho em. Cà phê độn đậu nành, đậu nành sẽ nặng và chìm rất nhanh xuống nước. Đối với cà phê độn quắp thì hạt sẽ nặng và chìm rất nhanh. Với cà phê tẩm hóa chất còn nguy hiểm hơn nữa, cà phê sẽ không bao giờ chìm vào nước. Đối với cà phê rang mọc, các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Đó là cà phê sẽ từ từ chìm vào nước. Đợi một khoảng thời gian, nước sẽ có màu hòa tan đặc trưng là màu nâu của cà phê rang mọc. Khi khuấy đều, cà phê sẽ bắt đầu chìm vào nước và nước sẽ có màu nâu đen.